Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị khán thính giả. Và trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay gồm có một số những đề mục. Thứ nhất là chúng tôi muốn nói với quý vị về cuộc động đất ở Haiti năm 2011, tức là năm 2021, tức như là cách đây có mấy ngày thôi, ngày 14 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, sự động đất của Haiti năm 2021 nó lên tới 7.2 và nó đã làm cho khoảng hơn 1.400 người đã chết. Và chúng ta cũng biết rằng cái số người chết này có thể nó còn tăng hơn nữa sau khi mà những đoàn cứu hộ có thể tìm ra ở trong những đống đổ nát. Đó là cái điều mà chúng tôi có thể tiên đoán với quý vị là như thế. So sánh với cuộc động đất năm 2010, ngày 12 tháng Giêng năm 2010 đó, thì cuộc đất lúc năm 2010 đó đã làm cho 250.000 người chết và cho 300.000 người bị thương, và có nhiều triệu người phải gọi là màn trời chiếu đất trong suốt thời gian lâu dài. Mà chúng tôi cũng trình bày với quý vị là trong suốt thời gian đó thì Haiti đã kêu gọi sự giúp đỡ của cái cộng đồng thế giới. Và chính đó là lý do mà chúng ta thấy cuộc động đất của Haiti vào năm 2010 với cái cường độ là 7 chấm đã gây thiệt hại như thế. Thì cái động đất năm 2021 là ngày 14 tháng 8 đó, cái cường độ nó lên tới 7.2 độ Richter. Và chúng ta cũng biết rằng cái động đất năm 2010 đó, nó đã làm cho các dinh thự, các nhà cửa, các công sở, các cái nơi xây cất bằng bê tông nó đã đổ nhiều và vì vậy cho nên cái động đất năm 2021 ở đây của chúng ta nó lên tới 7.2, nhưng mà sự thiệt hại thì tương đối ít hơn một chút. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao lại có cuộc động đất này ở chỗ Haiti đây? Thì chúng ta biết rằng hai cái phần của thềm lục địa nó cà vào nhau, và mỗi một năm nó nhích lại gần nhau 1.175 cm, và nó làm cho cái trận động đất chắc chắn phải xảy ra. Haiti là một quốc gia nghèo ở khu vực Caribe. Với cái đợt động đất này nó xảy ra dồn dập so với cuộc động đất năm 2010, khiến cho người dân Haiti gặp rất nhiều những khó khăn. Bởi vì cách đây có một thời gian ngắn thì ở Haiti đã có những cái liên quan tới chính trị, gặp rất cái biến cố chính trị, là ông tổng thống ở đó là ông Moïse đã bị chết. Người dân Haiti vừa mới gặp những khó khăn về chính trị, lại bây giờ lại gặp cái việc động đất này, thành ra người dân Haiti đã gặp khó lại càng khó khăn hơn nữa. Chúng ta cũng biết rằng ở Haiti đó thì trước đây cuộc động đất 2010 thì đã được nhiều các cái tổ chức quốc tế, mà trong đó có tổ chức của ông Clinton đã giúp cho Haiti. Nhưng mà người dân Haiti cảm thấy rõ ràng là cái việc giúp đỡ của tổng thống, của cái quỹ Clinton Foundation ấy, không đem lại cái lợi ích cho người dân Haiti bao nhiêu. Cho nên nhiều người đặt vấn đề về cái việc mà giúp đỡ cái dân Haiti của cái quỹ Clinton Foundation. Đó là những điểm mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị. Tuy nhiên thì dù sao hơn nữa còn đỡ hơn là không có. Đó chính là lý do mà chúng tôi thấy rõ rằng Hoa Kỳ chúng ta được may mắn khi mà gặp những cái hoạn nạn, những thiên tai, thì chính phủ của Hoa Kỳ đã dùng cái cơ quan ở lại FEMA để trợ cấp cho tất cả những quý vị nào ở trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch. Ví dụ như là khi mà chúng ta gặp đại dịch về cái COVID-19 này đó, thì chúng ta biết rằng Tổng thống Donald Trump trước đây đã dùng cái quỹ FEMA để giúp cho người dân Hoa Kỳ, và rất nhiều những người dân Hoa Kỳ ở trong điều kiện khó khăn đã được trợ cấp số tiền lên tới cả hàng ngàn Mỹ kim. Và đó là cái sự may mắn khi mà chúng ta còn ở trong đất nước Hoa Kỳ và là người công dân của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn trình bày quý vị, và đây là vấn đề nó gây rất nhiều những nhức nhối, mà có nhiều quý vị đã từng đặt câu hỏi là cái critical
risk theory nó là cái gì? Thưa quý vị, nói giản dị ra đó, thì cái này đó, nó làm sự đấu tranh, thay vì đấu tranh giai cấp thì đây là đấu tranh về chủng tộc. Chúng ta biết rằng trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh đó, thì giữa tư bản và cộng sản có sự cạnh tranh với nhau, và những người thuộc về cộng sản đó, hoặc là xã hội chủ nghĩa đó, người ta dựng lên một cái công việc gọi là đấu tranh về giai cấp. Thì giai cấp của trong xã hội cộng sản nó là cái gì? Ví dụ ở bên Nga hồi đó gọi là Liên Xô thì nó là giai cấp thợ thuyền với giai cấp chủ. Ở bên Trung Cộng thì chúng ta có giai cấp nông dân và giai cấp chủ. Thì những người cộng sản hoặc là những người theo chủ nghĩa gọi là theo chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa đó, người ta nói rằng cái giai cấp công nhân bị bóc lột, thành ra phải đấu tranh để loại bỏ cái giai cấp chủ nhân đi, và sẽ làm cuộc cách mạng để sau này thì Liên Xô trở thành một quốc gia cộng sản. Còn Trung Quốc ấy, thì những người tranh đấu, những người mà lợi dụng sự tranh đấu này ngồi trên đầu trên cổ người ta, nói rằng ở bên Trung Quốc ấy, thì những người nông dân bị bóc lột, cho nên cần những người nông dân cần phải đấu tranh để mà lật đổ cái chế độ. Và khi mà lật đổ chế độ thì chế độ cộng sản được thành lập ở bên Trung Cộng. Thì tất cả những cái này nó xảy ra ở thế kỷ trước, tới đầu thế kỷ thứ 20 đó, thì người ta thấy rằng cái chiêu bài đấu tranh giai cấp nó không còn ăn khách nữa. Thành ra những nhà đấu tranh ở bên Hoa Kỳ, hay là những người cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa bên Hoa Kỳ, người ta bắt đầu đưa ra một cái gọi là đấu tranh chủng tộc. Có nghĩa là cái chủng tộc này ức hiếp chủng tộc kia, mà đặc biệt là bên Hoa Kỳ những người da đen lên tới 40 triệu, thành người ta lợi dụng cái điều này để mà tạo nên cái sự đấu tranh của những người da đen muốn chống lại những người da trắng, để tạo xã hội mất ổn định, để cuối cùng thì cái chế độ dân chủ sẽ bị thay thế bằng chế độ xã hội chủ nghĩa, hay là chúng ta gọi là cộng sản trá hình. Cái đấu tranh chủng tộc này nó là cái gì? Người ta gọi bằng một từ rất là mỹ miều, gọi là critical race theory. Có nghĩa là những người da đen bị kỳ thị vì người da trắng, gọi là những người da trắng độc tôn đó, những người da trắng độc tôn này lợi dụng những cái vị thế của họ để mà ngồi trên đầu trên cổ những chủng tộc khác và hưởng lợi cũng như là giàu có. Và tiếp theo là người ta đặt ra những luật, những người da trắng này đặt ra luật lệ để ức hiếp người da đen và ức hiếp những chủng tộc khác, và những luật lệ này có lợi cho những người da trắng, gọi là da trắng độc tôn. Nhưng mà thưa quý vị, từ năm 1865 khi mà Hoa Kỳ bỏ chế độ nô lệ, mà chúng ta biết rằng chế độ nô lệ là chế độ xảy sinh ra ở miền Nam của nước Mỹ, mà miền Nam nước Mỹ lúc đó là theo như là những cái chế độ theo đảng dân chủ. Và bởi vì sao vậy? Ở miền Nam nước Mỹ là cái nơi mà những người nô lệ bị bắt buộc để làm việc trong các đồng áng, trong các ruộng vườn, làm lợi cho những chủ nhân là những người thuộc về dân chủ. Đến lúc mà miền Bắc thắng thế và ban bố cái tình trạng độc lập và giải phóng cho người miền Nam, thì tất nhiên là từ lúc đó chúng ta thấy không còn cái vấn đề đặt ra là người da đen bị phân biệt nữa, có thể từng cá nhân thôi. Mà chúng ta cũng biết là trong thời kỳ đó thì cái đội gọi là KKK, là ba chữ K đó, là những người mà ủng hộ cái nhóm dân chủ tại đó. Cho nên cái việc mà nói là phân biệt chủng tộc mà cần phải đấu tranh này, thì đáng lý là nó thuộc về những người dân chủ chứ không phải thuộc Cộng hòa. Nhưng mà sau này người ta nói rằng những người da trắng, những người Cộng hòa là những người dùng những cái chủng tộc này để ức hiếp các chủng tộc khác và hưởng các đặc quyền được lợi. Thực tế cái điều này sai hoàn toàn,
Bởi vì kể từ lúc được giải phóng nô lệ đó, thì chúng ta thấy rất nhiều những người da đen đã giữ chức vụ này, giữ chức vụ kia. Chẳng hạn họ ở trong cái đội bóng chuyền hay là họ ở trong những đội bóng chày, họ có được vị trí rất cao và hưởng tiền rất là cao trong cái tiền thù lao. Đồng thời có những người mà đã từng được làm tổng thống chẳng hạn thì đâu có sự kỳ thị. Và cho nên sự kỳ thị này bắt nguồn từ những tiểu bang thuộc dân chủ, thưa quý vị, được làm dân chủ. Để chúng ta biết rằng mỗi một tiểu bang nó có cái luật riêng của tiểu bang, mà liên bang không được xía vô. Trong những cái kỳ mà loạn lạc hay là những cái kỳ mà bảo là cảnh sát ức hiếp người da đen và làm cho những người đó bị chết hoặc là bị mất quyền lợi hoặc là bị đánh đập, thì đa số xảy ra tại những tiểu bang mà những vị thống đốc ở đó và những người thị trưởng ở đó là dân chủ, và người ta phải chịu trách nhiệm chứ. Tại sao bắt tất cả liên bang phải chịu trách nhiệm, và tại sao để đổ rằng cái này là cái sự kỳ thị khiến cho người ta đặt ra là vấn đề kỳ thị chủng tộc. Và vì vậy cho nên người ta muốn dạy cái vấn đề kỳ thị chủng tộc vào trong trường học. Mà chúng ta biết rằng khi mà sinh ra những đứa con nít chơi với nhau, nó đâu có phân biệt da đen, da trắng, da đỏ hay da vàng. Nhưng mà từ khi mà chúng ta nhồi nhét trên đầu những đứa con nít đó về cái vấn đề chủng tộc, thì tự nhiên chúng ta dạy cho những đứa con nít về cái kỳ thị. Và vì vậy cho nên nó rất nguy hiểm. Chính đó là lý do mà chúng ta thấy rằng cái giáo dục ở Colorado đó, một cái gọi là cái ủy ban giáo dục ở Colorado đó, trong đó có 49 khu học tránh ấy, người ta đã cấm không được dạy cái critical race theory ở trong trường học. Bởi vì khi dạy trong trường học là làm cho những đứa con nít tự nhiên nó suy nghĩ và nó cảm nghĩ rằng mình là những người bị kỳ thị. Thực ra chuyện kỳ thị hay là chỉ phân biệt giữa người này người kia, thì trong tất cả mọi người trong chúng ta đều có sự phân biệt cả. Chẳng hạn như là trong gia đình, bố mẹ cũng có thể phân biệt đối xử với người đứa con này đứa con kia. Trong công sở cũng vậy. Nhưng mà chúng ta biết một điều đặc biệt là trong các công sở hay là trong các sở, trong các nơi mà xí nghiệp đó, thì người ta không đặt căn bản trên chủng tộc, mà người ta đặt căn bản trên cái khả năng của cái người làm đã đem lại cái lợi nhuận cho cái xí nghiệp được như thế nào. Ví dụ người ta không thể mướn là người này là người da vàng hay người da đỏ hay người da đen hay là người da trắng nếu người đó làm việc quá tồi tệ, không đem lại lợi nhuận. Nhưng mà nếu mà một người mà da vàng chẳng hạn, hoặc là người bị tàn tật nhưng mà có cái đầu óc, có sáng tạo, làm cho cái xí nghiệp, cái công ty của họ mỗi ngày một tăng tiến, thì chắc chắn là những người đó được trọng dụng và được lương cao. Và đó là cái lý do mà chúng ta thấy một điều là trong xã hội tư bản của Hoa Kỳ không có việc, chúng ta gọi là không có sự kỳ thị chủng tộc mà có hệ thống, và không có việc mà cái người da trắng độc tôn tạo nên cái đặc quyền đặc lợi cho mình, có hệ thống để mà chèn ép những người khác, mà chỉ có những người mà có khả năng, có đầu óc giỏi thì những người đó được sử dụng, những được đó được sống trong xã hội Hoa Kỳ một cách thoải mái. Đó là những điều mà chúng ta nhìn thấy trong xã hội Hoa Kỳ hiện nay. Và bây giờ chúng ta lại thấy rõ một điều là nếu mà nói về kỳ thị chủng tộc, mà tại sao những người da đen, những người da vàng hay là chính chúng ta, khi mà chúng ta mua nhà, chúng ta muốn mua ở cái khu vực của những người da trắng, khi mà chúng ta nghĩ rằng kỳ thị, tại sao chúng ta lại ở đó, khu vực đó? Bởi vì đó là khu vực mà chúng ta thấy an toàn, đó là khu vực mà chúng ta thấy những người mà người ta cư xử với nhau có văn minh. Và vì vậy cho nên không lạ tại sao cái nhà ở những khu vực người da trắng, những nhà ở những khu vực mà gọi là những người giàu có như thế đó, nó lại là những nhà ở khu vực mà an ninh và giá cả đắt. Một lần nữa thì chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị rằng cái việc mà kỳ thị chủng tộc mà gọi là critical race theory đó, cái việc này không xảy ra tại xã hội Hoa Kỳ, mà chỉ có thể có một số người cư xử với nhau nó không bình đẳng mà thôi. Nhưng mà sự cư xử với nhau không giống nhau, không bình đẳng với nhau,
cũng chỉ là chính tại mình chứ không phải là tại cái những người đó. Bởi vì khi mà chúng ta tiếp xúc một người nào đó, người ta nhìn chúng ta bằng con mắt này hay bằng mặt mắt kia, chúng ta không care. Nhưng mà nếu chúng ta chứng tỏ là chúng ta giỏi, nếu chúng ta chứng tỏ là chúng ta có tư cách, và nếu chúng ta chứng tỏ là chúng ta làm việc có lợi cho họ, thì tất nhiên người ta sẽ welcome mình và người ta sẽ đề cao mình một cách rất là ngưỡng mộ. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị, để cho quý vị thấy rằng những cái điều mà từ trước đến nay người ta cố tình, người ta gán ghép, đã xã hội Mỹ kỳ thị những chủng tộc này, kỳ thị chủng tộc kia, chẳng qua là cái cách của những người cộng sản hoặc là những người có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa muốn làm xáo trộn cái xã hội Hoa Kỳ, để từ đó người ta làm cho lợi dụng, và từ đó người ta vận dụng cái này để có thể bỏ phiếu cho người này, bỏ phiếu cho người kia. Vì từ lúc mà có được bỏ phiếu, chúng ta thấy rất nhiều những ứng cử viên bị ghép vào. Ông đó là kỳ thị, ông đó là cái người mà đối xử không tốt với người này, người kia. Thực sự cái việc đó không có, mà chỉ là cái lý do mà người ta dùng cái chữ kỳ thị để mà hạ đối thủ, để mà giành lấy cái phần chiến thắng cho mình. Nhưng mà thường thường thì chúng ta thấy rõ một điều là cái đa số những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ hay những người thuộc Đảng Dân Chủ thường thường tấn công những người thuộc đảng khác, nói rằng đó là những người kỳ thị chủng tộc. Và nhưng mà trong cái kỳ này chúng ta thấy rằng ở bên Cali đó có một ông da đen, ông đó là ông Elder. Thì vì ông Elder là một người da màu, cho nên những người thuộc về Đảng Dân Chủ không thể tấn công ông là kỳ thị được. Bởi vì ông da màu thì ông kỳ thị với ai? Cho nên nói rằng ông này là rất giống ông Donald Trump, cho nên không nên bỏ cho ông này ngày 14 tháng 9. Đó là lý do mà chúng ta thấy rằng khi mà một người da màu ra tranh cử thì sẽ không bị ghép vào cái tiếng kỳ thị, vì họ là người da màu thì đâu có kỳ thị ai. Nhưng mà nếu mà quý vị thuộc những người da trắng hay quý vị thuộc với những người da vàng như chúng ta đó, thì khi ra tranh cử sẽ bị những người khác nói rằng ông đó có tính cách kỳ thị vì bắt người dân làm cái này, vì bắt người dân làm cái kia. Nhưng thực tế tất cả những cái gì mà quý vị nhìn thấy, cái người đó đã có cái quá trình làm việc tốt cho cộng đồng, đã có quá trình mà chúng ta có thể tin tưởng được, thì chúng ta không có xét thêm cái mà người ta gán ghép cho cái kỳ thị hay là gán ghép cho cái này cái kia, mà chúng ta nhìn vào cái quá trình của họ để chúng ta có thể bỏ phiếu. Và đó là lý do mà chúng ta sắp sửa có cuộc bỏ phiếu ngày 14 tháng 9 này, cũng như là hơn một năm nữa thì chúng ta sẽ có cuộc bỏ phiếu để bầu toàn thể những người ở trong Hạ viện, cũng như là một phần những người ở trong Thượng viện. Và chính đó là lý do mà chúng tôi khi trình bày cái này, chúng tôi muốn nói rõ cho quý vị biết rằng cái critical race theory nó là cái gì, để chúng ta không bị người ta làm chúng ta lung lay, hoặc là để chúng ta bị gọi là confused, là cái này không hiểu cái lý thuyết này nó là cái gì. Thực sự đây nó là lý thuyết mà nó gọi là đấu tranh chủng tộc trong cái giai đoạn mới này, mà cái đấu tranh giai cấp nó không còn ăn khách nữa. Vâng, chúng tôi xin trình bày với tất cả quý vị như thế, và chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.